À, mà Thành Long nó có điện về cho mẹ nó. À, nội dung như thế nào thì bà con tự bình phẩm nha, bà con sẽ tự nghe tự bình phẩm. À, trong này tôi nghĩ là cũng có rất nhiều cái để bà con phải nghe, để bà con phải là suy ngẫm. Được mẹ. Nghe nhớ nghe ta nói một anh ai nuôi gì rồi nói bị thù của ai nói Ai? họ mới nói Nói gì? họ mới nói anh ai nuôi à vì sao mà ai nói mẹ bị thù Ai nói bị thù gì? ai nói anh hai bị thù á Ai nào? ai nuôi á Anh hai nuôi là anh gái của chị sau á hả? Dạ Cái gì vậy? Hỏi gì đó, ủa mày nói với nó hả? nói là anh biết rồi con đâu nói đâu. Ai à, nói rồi nó hỏi mày hay gì? Nó nói tao nói hay gì? Dạ Mày nói chứ ai nói? Ai nói chứ sao nó biết? Con nói vậy thì mày nói tao nói người ta nói là nó ăn tù ba đợt hay gì đó. Không biết nghe ta nói chứ anh hai nghe ta nói chứ còn có nói đâu. Thì nó hỏi mày gì? Nó hỏi mẹ ai nói em anh hai bị ở tù. À, mày hỏi tao hay là cái thằng đó nó bị mày hỏi tao? Thấy đây nè. Mày nói cái gì tao không hiểu cái gì sao cái tôi. Ấy con nói mẹ gì đó con hỏi mẹ đó ai nói với mẹ mà ông anh gửi của xin tu vào tù. Tụi nó không nghe ai nói trong điện thoại người đó mà mạnh thằng quân chuyện nói tao chứ tao đâu có biết đâu. Mà ai đâu có biết gì nào. Không có nói tên, không có nói sao tao biết. Mà ai nói tên rồi phải phải cái nói nó biết mày không biết chứ. Rồi mày làm gì mày điều tra hả? Dạ. Mày làm gì mày điều tra tao chứ hả? Làm gì đâu rồi con hỏi gì đó, rồi con thắc mắc. Bắt con nghe nói được không, con nghe mà. Cái người mình thường quân chuyện nói sao vậy chắc là mày ở chính mày bị thằng kêu qua ấy này kêu cũng tập mày gì chứ tao có nói gì đâu à, tao có nói gì đâu. Không biết ai nói là sợ mấy sợ tức nói cái gì á. Không có phải tức mà mày cái này là mấy người mà thường quân thằng đó là người ta nói với tao nghe chứ tao không có biết mà người đó cũng không có nói tên đó tự nhiên biết nói tao gì tao nói chuyện khi mày chuyện sớm thì nào sớm thì mấy ta nói vậy rồi người ta bắt máy cho tao ta nói thì chủ chạy chạy đó rồi ta nói thì kêu về sớm nào thì tốt đấy để sau này chị hối hận là buồn rồi đó đó người ta nói vậy thôi chứ ta không có nói gì ta nói mà ấy. Không biết mà không biết ai nói đó tự nhiên người điện nói tao biết được thôi tao biết được mà chắc mày cũng khôn quá chắc mày đi nói cho nó nghe hay gì đó nói đâu có người sợ có ai mà sao ai biết sao ai nói rồi ta biết chứ không có nói đâu. Tao có biết đâu, tự nhiên thì nói với tao vậy chứ rồi tắt máy tao cũng không biết ai luôn. Còn đứt cũng đứt nó đứt không mà. Làm cái ông bên đây chứ đâu. Này có nó có đi học không? Học buổi sáng. Cái này nó học buổi nào hả? Buổi chiều học hả? Không, là ba tuần sau mới học buổi chiều. Tuần này học nguyên tuần có buổi sáng không? Rồi thằng đó nó chửi mày hay gì nó nói gì vậy hay gì vậy? Con nói gì con đâu, tại ảnh nói con biết, con có hỏi mẹ chứ. Nó nói gì sao? Nói mày hỏi mẹ, coi ai nói với mẹ, anh ai đó bị ở tù. Ba đi, ta đi, người ta nói chuyện rồi, ta nói mà gì coi gì kêu mà lọc hết về. Nói là cái thằng anh cái người bạn vợ của chim sâu á là cũng như là bị kẹt hai ba lần rồi đó như là kẹt ở trong tù á nói gì đó rồi sợ đây rừng long nó ở chứ rồi nó không mạnh gì hết rồi này rồi nó ấy này kia mất công bu bu à, có gì đâu mẹ ơi an tâm đi có gì đâu. Ừ hôm nay em qua nơi bà Hà có nói gì mẹ không? Qua mà tự lộn phá quá thằng tự lộn gì vậy mày nói chuyện qua lại chứ không có tự nha sao tự lộn vậy
thì nói là ngay thì bà cũng có nói gì tại tao nóng tao nói gì thôi, còn bà không có nói gì, bà nói chị sẽ chị yên tâm đi, tại vì tao nói là người ta đồn tao nói lại có chiếc sâu lên mạng rồi nói chú là làm cái nhà này rồi nghe là con chiếc sâu ở thằng Long thôi thì chiếc sẽ hoàn, còn không bằng thì tống cổ nó chị thứ. Tao nói với bà, tao nói tôi nói thiệt chứ không, con tôi á thì con tôi không phải mà nó ấy, sau nó mới đi theo chiếc sâu mà nó bỏ cha bỏ mẹ gì á, bỏ con đó, nó bây giờ tôi yếu rồi tôi đau bệnh, bây giờ ông kêu nói chuyện cái này đi, đất nhà đất cửa rồi là kêu nói chuyện một, bà nói chị ơi ai nói với chị, chứ ở cái này là anh dễ sâu thương nó lắm, tôi nói thật. Bà con để ý vấn đề nha, cô Hà đó là mục đích là giữ thằng Long lại, và đấy mẹ. Mẹ Lâm cũng là nói thẳng của Hà là bây giờ bà phải trả con tôi lại cho tôi đó. Xong nhà xong cửa bà phải để cho thằng Lâm nó về với tôi. Đấy. Thì Úc Hà lại nói một câu gì? Thôi đi bà ơi, bây giờ dưới đây là người ta thương nó lắm. Mà sao đấy Úc Hà? Trời ơi, con rể thì thả cho nó về nó thăm mẹ ruột nó chứ cưng. Giữ con rể chi mà như bảo bối vậy trời. Đó không? Tôi đó chưa thấy người mẹ vợ nào mà thương con rể đến mức như Úc Hà. Trời ơi, thương Long mà giữ Long bây giờ nói thật sự. Mẹ Long mà la làng la xóm lên điện thoại tận nơi để mà yêu cầu trả con người ta về mà Úc Hà vẫn là không có vậy. Đúng không? Mày phải khuyên chứ, trời ơi, mẹ vợ, mẹ đồ có mẹ nuôi cũng là mẹ vợ thằng Long. Thì thương nó ít thâu, trời ơi, thương chi mà mẹ vợ chi mà thương thằng rể quá trời quá đất. Đó. Thì thương ít thâu, giống như mình thương chồng mình mừ thì thương rể không là hai ba thôi. Để cho nó về nó còn chăm lo mẹ cha nó rồi con cái nó nữa, thương cái chi mà bây giờ là ôm cả hai đứa lại mà nó gọi là thờ cưu mang. Mạnh thường quân cho mừ thì chia năm ra đứa nữa. Đấy, bà con thấy đấy. Đó. Đây là cái đoạn ghi âm là gọi là tình cờ nghe quý vị, tình cờ rồi cái như là hai mẹ con chia sẻ với nhau, có nhiều cái đoạn là chi tiết lâm ly bi đát lắm, bà con chịu khó nghe và chia sẻ giúp cho tôi cái này ha. Để mà thấy rõ bản chất của Hà, chúng ta phải là để thấy rõ cái bản chất thật của Hà nó như thế nào. À. Tôi đóng bộ con rồi. Anh đang dạy chị nuôi đó, anh chị út thương con nhiều lắm luôn. Không biết thì mày, không phải mày còn không biết thì chúng mắng chữ mà tôi gần 40 còn nữa. À, thì mày biết mày gần 40 rồi đó. Mày á, mày đừng có coi mà thấy người ta chỉ hạ mắng mà tự mày làm qua năm nói quả mẹ ư, mẹ đừng có nghe bọc gì nữa cho ai mắng ai chửi tội ai đi. Cứ mồi Phật thì tao ta nói gì thì như tao thương mày, tao sợ mày ngày sau này đi còn mày khổ. Tại vì cái bà tôi nói á, Úc Hà dù gì cho nó đi gì chứ thằng Đức mà đang ngủ chân mà ngủ rồi đó nha, mà đi ra ngoài mày quậy không đi. Úc Hà rù rì nghe Úc Hà. Đấy mẹ Lâm nói đó nghe, không ai nói đâu. Úc Hà rù rì cho thằng Lâm gì đó là bây giờ Úc Hà phải chịu trách nhiệm. Được không? Chơi chơi kỳ, rù rì con gái mà thâu ra rù rì thằng rớ làm chi? Đấy. Rù rì rớ làm chi cho bây giờ cái như là thông gia nói đó. Bây giờ nó thật sự chưa có cái nhục nào mà để là cái nhục mà thông gia phải lên tiếng. Vì bà mẹ vợ là bà rù rì thằng rớ đó, thằng rớ bỏ nhà ra đi. Được không? Tôi nói quý bà con ơi, trời ơi, như tôi mà nói thật sự quý vậy. Nhưng mà xui gia tôi mà nói một câu mà rù riếm tên này ta khác là thật sự cái mặt phải là cắt ra để muối. À, cắt ra để muối quý vị. Đấy, rù rì đó. Một trong những cái ngôn từ mà rù rì dành cho Úc Hà thì Úc Hà nghĩ sao? Rù rì là phải làm miệng, phải sát tai. Đấy, rồi khó thể nói vô con ơi con hỡi con à. Đấy, bây giờ là con nghe mẹ đi con. À, bây giờ là xuống đấy hai mẹ con mình thế này thế khác để mà khai thác chim sâu cho cạn kiệt. Đấy, mẹ thì đóng người tốt rồi. Đấy không? Còn con cũng phải đóng một người chồng tử tế chứ. À, rù rì mà. À, rù rỉ đấy là coi như là chỉ cái miệng sát tay mới rù rì quá chị. Chứ còn như nói với tôi gọi là nói chuyện sao mà Lâm nó nghe đi. Đó. Còn đã dùng cái ngôn từ mà rù rì đó, đó là tay phải là miệng phải cờ tay. Đấy, thó thể rù rì đó. À, Lâm nó mới nghe. Đồ bây giờ mà nghĩ sao người ta đòi con lắm mà nói thật sự. Mẹ vợ mà thương
thương cái chi mà không chịu buông trả. À, chết chứ sống vậy. Thì ông tha cũng nghe cho nó đi gì chứ, chị chứ rồi bây giờ đó là nặng nhẹ nó, nói nó không nặng gì được. Rồi ông Hà còn tuyên bố một câu trên cộng đồng mạng, nói với cái ông ấy, nếu mà ngày sau này á, bây giờ tôi sạch giấy tôi đi xuống dưới xã, kêu bắt buộc phải ký vô, rằng không bao giờ bỏ một chiếc sau, ở chiếc sau suốt cuộc đời. Ở chiếc sau suốt cuộc đời, nếu mà chiếc sau ở Hằng Lâm mà kịch với chiếc sau, thì ông tấm cổ nó vô cùng. Ông nói vậy sao ông không ngượng miệng vậy? Ông thù quến con tôi mà chứ đâu phải mà con tôi tự đi chứ. Úc rù quến con tôi mà sao bây giờ Úc rồi tống con tôi vô tù vậy Úc à? Trời ơi, tôi nói mà từ nhỏ tới lớn giờ quý bà con nói thật sự, nay tôi ăn là cái như là mấy chục mùa bánh chưng rồi đó. Mà lần đầu tiên là tôi nghe bà thông gia, bà gọi là bà đi tố giác là bà mẹ vợ nuôi rù quến thằng rỡ, để mà dặn rỡ đi. Bó tay bó chân quý vị quân. À, đây là vấn đề hai mẹ con người ta nói là mang chắc là rất bình thường nha. À, còn ai là người chuyển đoạn ghi âm này cho tôi à, thì cái vấn đề đây thì thời điểm này à, chưa thể tiết lộ được à. Nhưng mà cái vấn đề ở đây bà con nên nhớ rằng đây là cái cuộc nói chuyện của hai mẹ con à, mang chắc là rất vô tư à, thì cái vấn đề ở đây thì nó lòi ra chi tiết là Úc Hà rù quến con tôi. Bà rù quến con tôi mà. Bà nói sao không biết ngượng miệng vậy? Bà rù quấn con tôi xuống cái đó rồi bây giờ bảo con tôi là cái như là tống vô tù là sao? Đấy, những cái vấn đề đó thì những người nào, những bà con nào, những mạnh thường quân nào mà còn quan tâm chăm sóc Úc Hà đó thì phải nghiên cứu lại, à, nghe cho kỹ. Vì sao giúp con của người ta mà người ta không cần? À, vì đó thật sự ra quý con cũng là lợi dụng. Lợi dụng cũng khai thác từ lưa hạt mê rồi sau này nó thật sự giống như là ăn cái chuối đó quý vị. À, bà con thấy không? Khi cái chuối mà còn đỡ lên trang, đỡ lên bàn thờ đó, ai cũng chấp tay để mà quỳ mà lạy. Lạy ông bà thì lạy thêm cái chuối. Nhưng mà khi mà cái chuối mà đưa xuống rồi đó, à, bóc ra ăn rồi cái vỏ vứt ra ngoài sọt rác. Đấy. Sau này tình trạng chim sâu nó cũng như thế. À, khi mà Úc Hà khai thác hết chim sâu, thì chim sâu cũng là một đứa trẻ bơ dơ ngoài được. Bệnh chim sâu cũng là không bao giờ bớt. Nếu mà cái cách mà lì lợm như Úc Hà hiện bây giờ nó đang áp dụng cho chim sâu. À, tao xem thử mày lì lợm cỡ nào. Mày bảo rằng là con nuôi thì bây giờ mày phải đưa chim sâu vô bệnh viện. À, để mày khám bệnh phải có cái giấy của bác sĩ. Chứ không phải khám bệnh ra mà dùng cái miệng xấu của mày. Mày bảo rằng chim sâu hết bệnh. Tôi không tin. Tôi không tin chim sâu hết bệnh qua cái miệng Úc Hà. Mà tôi là một trong những người mà cái nhân nói cái chi có sách bách phải có chứng. À, bây giờ nói chim sâu hết bệnh đó, thì phải đưa giấy tờ ra bác sĩ ký vô. À, tôi mới tin, tôi mới hết nói. Chứ còn mày lên cộng đồng mạng á, nó thật sự ra mày lên mày lừa nguyên cả cộng đồng mạng thì không ai chấp nhận được. Bà con bảo rằng vì sao mà xưng hô mày tao, nó thật sự với con tôi nó rõ ràng lắm. Đã đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, phải dành cho nó ranh giới sạch. Đấy. Hòa đồng chứ không thể hòa lẫn.